chào quý khán giả và bà con ngư dân. Thưa quý vị, không khí lạnh suy yếu, dự báo trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió trên hầu khắp các vùng biển đều chỉ ở mức yếu đến trung bình. Những nơi gió mạnh nhất được xác định là vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, nhưng cường độ gió mạnh nhất cũng không quá cấp 5 nên biển không động. Trong khi đó, với các vùng biển khác bao gồm Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển phía Tây của Nam Bộ, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang, gió chỉ ở mức là cấp 3 đến cấp 4, sóng thấp biển êm. Chỉ lưu ý tàu thuyền là mưa rào và dông còn xảy ra về chiều và tối, nên trên khu vực Vịnh Thái Lan có thể khiến cho tầm nhìn giảm. Cùng với một số hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh, nên các tàu thuyền vẫn cần lưu ý đề phòng. Dự báo xa hơn đến khoảng chiều tối ngày 13 tháng 11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại nhưng không quá mạnh, lại có hướng di chuyển lệch về phía đông. Vì thế, nó chỉ gây gió mạnh chủ yếu trên khu vực phía bắc của Biển Đông với cường độ gió ở mức cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao cùng với tình trạng biển động. Các tàu thuyền cần lưu ý và tránh đi vào vùng biển này để đảm bảo an toàn. Tiếp theo là dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 3 ngày tới. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, gió trên khu vực sẽ thổi đều theo hướng đông, cường độ cũng chỉ ở mức là cấp 3, cấp 4, nên sóng biển phổ biến từ 1,25 đến 1,75 m, tình trạng biển lặng. Bên cạnh đó, những cơn mưa dông không còn xuất hiện trên khu vực nữa, nên tầm nhìn xa cũng tăng lên trên 10 km. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi trở lại của bà con ngư dân. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, cường độ gió cũng giảm, hầu hết chỉ ở mức là cấp 3 đến cấp 4, nên nơi đây cũng không có tình trạng sóng cao biển động. Mưa dông trên các vùng biển cũng giảm dần, trời chỉ nhiều mây và có mưa thoáng qua ở một vài nơi, nên tầm nhìn thoáng đãng và thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai, gió chủ yếu duy trì theo hướng Đông Bắc đến Đông, cường độ gió ở mức là cấp 4 nên biển không động. Tuy nhiên, trời vẫn còn nhiều mây và có mưa nên tầm nhìn xa của tàu thuyền phần nào bị hạn chế. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, trong đêm nay và ngày mai, tại đây có gió Đông Bắc thổi với cường độ ở mức là cấp 4. Sóng biển vì thế dao động từ 1,25 đến 1,75 m. Biển không còn động nên các tàu thuyền có thể hoạt động bình thường. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Phú Quý, Côn Đảo. Trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió ở đây sẽ duy trì ở mức là cấp 4 đến cấp 5 nên không còn sóng cao và tình trạng biển động. Thêm vào đó, những cơn mưa dông cũng không còn nữa. Vì vậy, các tàu thuyền không cần phải lo lắng gì về thời tiết. Chuyển sang vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Gió ở đây vẫn mang hướng Đông Bắc đến Đông với cường độ chỉ ở mức là cấp 3, cấp 4. Nhưng mưa dông thì vẫn xuất hiện. Thời điểm mưa rào và dông mạnh thường xảy ra về chiều và tối nên không ủng hộ cho các hoạt động của tàu thuyền đánh cá. Nhất là tàu du lịch đi theo các chuyến tàu hải trình từ đất liền ra đảo Phú Quốc cũng như Thổ Chu và ngược lại. Tương tự như vậy, tại vùng biển Vịnh Thái Lan, những cơn mưa dông cũng duy trì ở khu vực này. Thậm chí mây đối lưu ở đây còn phát triển rất mạnh và đậm đặc, nên mưa dông xảy ra bất kỳ vào thời gian nào, ngày hay đêm. Và tầm nhìn xa cũng luôn duy trì ở mức thấp dưới 10 km. Đặc biệt là mưa dông nhiều cũng khiến cho nguy cơ về các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật nhiều hơn. Vì thế, tàu thuyền hoạt động ở khu vực này cần hết sức lưu ý đề phòng. Trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai, gió Đông Bắc trên vùng biển này chỉ duy trì ở mức là cấp 4 đến cấp 5. Với mức gió này thì sóng biển chỉ dao động từ 1 đến 2 mét, tình trạng biển ổn định. Chỉ lưu ý sang đến chiều tối ngày 13 tháng 11, khi không khí lạnh được tăng cường trở lại thì tại đây sẽ có gió mạnh lên tới cấp 6, kèm theo cả gió giật. Vì thế các tàu thuyền cần lưu ý để có kế hoạch hoạt động an toàn và hiệu quả. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió Đông Bắc trên khu vực này sẽ duy trì ở mức là cấp 4 đến cấp 5, biển không động. Nhìn chung, tàu thuyền có thể yên tâm hoạt động trên vùng biển này. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Gió Đông Bắc trên khu vực này trong 2 đến 3 ngày tới cũng chỉ ở dưới mức cấp 5. Mưa dông giảm dần, chỉ còn xảy ra rải rác về chiều tối. Ban ngày mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi nên tầm nhìn thoáng, thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt và lưu thông của tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết biển hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong các bản tin tiếp theo.